Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Nick Ruby đây. Và vẫn là mình và mãi mãi là mình với lại kênh của mình mà. Thì ngày hôm nay mình ở đây, mình sẽ thông báo cho các bạn biết một cái tin rất là vui. Và rất cái tin này rất là nhiều bạn đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Đó chính là Hero Team sẽ tổ chức một buổi fan meeting lần thứ hai. Đó, thì có thể là lần thứ nhất có thể là sẽ có vài bạn không đi được, nhưng mà các bạn yên tâm đi, lần này Hero Team sẽ tổ chức một buổi fan meeting lần thứ hai với tên gọi là Super Hero Fan Meeting. Và với cái fan meeting lần này là cái fan meeting cực kỳ lớn luôn anh em ạ. Và đó là siêu lớn luôn, siêu to khổng lồ bà tâm vlog luôn anh em ơi. Đó, và fan meeting lần này sẽ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh với địa chỉ là 240 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà hát Hòa Bình nha anh em ơi. Đó, và thời gian bắt đầu trong buổi fan meeting lần này sẽ là vào 13 giờ chiều ngày 1 tháng 1 năm 2023 nha anh em ơi. Đó, với sự hiện diện của các KOL trong Hero Media. Đó, mình đã để một cái poster trên màn hình cho anh em xem. Đây, anh em có thấy không? Đó, trời ơi, nhìn mặt tôi cũng bạn trai ấy nhờ. Trời ơi, trong sự kiện fan meeting lần này, khi mà anh em tham gia thì anh em sẽ được tặng quà này, mini game này, được có thể mà gặp gỡ tụi mình. Và cách thức mua vé rất là đơn giản anh em ơi. Đây, các anh em có thể mua vé online hoặc là mua vé tại cửa hàng với hai chi nhánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây, khi mà các bạn bấm vào link mua vé đây, chúng ta chỉ còn 13 ngày, 14 giờ, 52 phút 55 giây để có thể mà mua vé. Đó, khi mà các bạn mua vé, các bạn có thể nhập họ và tên và nhập số điện thoại của các bạn, hoặc là các bạn có thể nhập số điện thoại của ba mẹ mình và độ tuổi các bạn là bao nhiêu. Đó, và chúng ta sẽ có là 4 loại vé, nhưng mà hiện tại vé VIP 1. Ôi, tôi không ngờ là vé VIP 1 đã hết sạch luôn em ạ. Đó, đây, khi mà anh em chọn vé VIP nào, anh em có thể tích vào cái ô vòng bên đây nè anh em, thấy không? Đó, về số lượng vé, anh em muốn mua bao nhiêu vé, và nếu mà một vé thì chỉ tính cho một người thôi nha anh em ơi. Đó, nếu mà các bạn đi cùng với bố mẹ, đi cùng với mẹ thì các bạn hãy nhớ tính là hai vé. Con này nè là bạn nè, rồi bố nè, rồi mẹ là ba vé nha các bạn ơi. Đó, và địa chỉ nhận vé thì các bạn sẽ được ship vé tặng nhà luôn nha. Đó, các bạn có thể đi ra ngoài cửa hàng Shop Hero với địa chỉ là nó sẽ một là cơ sở một là ở bên 385 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để có thể mà mua vé tại cửa hàng luôn nha anh em ơi. Đó, và cơ sở hai các bạn có thể mua ở bên 139 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây, và hãy nhớ là săn vé nha. Bây giờ hiện tại là vé VIP 1 đã không còn rồi các bạn ơi, đã hết sạch luôn. Oh my god, đây là một buổi fan meeting lớn nhất được tổ chức với 2.000 khách mời và rất là nhiều ca sĩ, nhiều TikToker và nhiều KOL nổi tiếng, không bao gồm là Hero Team nha các bạn ơi. Đó, đây là các KOL tham dự. Đây là các bạn thấy không, nãy là mình đã giới thiệu cho anh em rồi. Đấy, và khi mà tham gia về buổi fan meeting lần này của chúng ta, các bạn sẽ được nhận rất là nhiều phần quà hấp dẫn, chẳng hạn như poster có đầy đủ chữ ký, voucher mua hàng giảm giá của Hero Team. Đó, và quà tặng từ các nhà tài trợ chẳng hạn nè các bạn ơi. Đó, và còn vui hơn chính là quà tặng mini game. Đó, các bạn sẽ được tham gia mini game cùng Hero Team chẳng hạn, và các bạn sẽ được tặng quà mini game. Đó, ở trong còn có những tiết mục đặc sắc dành cho tất cả các bạn fan để có thể giao lưu cùng Hero Team, tham gia mini game, giao lưu trả lời câu hỏi cùng Hero Team. Đó, và đây thì chúng ta sẽ được gặp idol, và cuối cùng thì các bạn sẽ được gặp tụi mình bằng cách là nắm tay. Còn ai may mắn được mình hôn nhân cái các bạn. Đó, và khi mà ở trong gian hàng của Hero Team thì tụi mình còn có những sản phẩm cổ động dành cho fan meeting là áo Hero Team và rất là nhiều đề. Các bạn có thể nhìn đây là hình rất là nhiều món đồ, phải nói là cực kỳ, phải nói là siêu xịn sò luôn, và có cả lightstick hay các bạn có thể mua và ngồi dưới khán đài. Còn bây giờ thì chần chờ gì, hãy đến với Super Hero Fan Meeting vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 sắp tới nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em, hẹn đây là buổi fan meeting lần thứ hai nha. Ai gặp tôi hôn đơn cái, đơn giản anh em.